Xin giới thiệu mọi người là cái hình ảnh khuôn mặt này là giống Xuân Thành ngày xưa, còn bé thì mũi cũng thò ló mũi xanh như này. Mà ngày xưa làm gì có quần áo mặc, toàn cởi chuồng, cũng giống như kiểu các bạn nhỏ này. Xin chào mọi người nhá. Và lúc này tôi cùng chị Ngọc và chị Ngân ở tận Bình Dương với lại thành phố Hồ Chí Minh bay ra ngoài này để tặng quà cho các cháu nhỏ điểm trường Chủ Lủng trên B của xã Khâu Vai. Buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi chỉ đi được một thôn bản thôi, bởi vì là đường nó rất là khó đi với lại đi mất rất nhiều thời gian. Đấy, và đây chính là cái con đường mà chúng tôi chạy ô tô này. Đường đúng 2 mét. Ngày trước là cái lối mòn chỉ khoảng tầm 50 phân thôi và đường đất đỏ. Nhưng mà bây giờ làm được đường bê tông rồi, ô tô chạy thẳng vào đến nơi mà các thầy cô giáo đi dạy học cũng không sợ mưa. Xin chào mọi người nha. Và lúc này thì Xuân Thành và các thầy cô giáo cũng như là hai chị gái ở miền Nam đã có mặt tại điểm trường Chủ Lủng trên B của xã Khâu Vai. Thưa quý vị, vượt qua một quãng đường ngoằn ngoèo, cua gấp, khó đi và rất là dốc. Thậm chí là đã có lúc cảm tưởng như là xe ô tô rơi xuống vực. Nhưng mà với tay lái lụa, với nhiều năm chinh chiến ở đường vùng cao, thì Xuân Thành đã vượt qua được những cái cung đường khó như vậy để chở bánh kẹo cũng như là quần áo ấm và dép ủng tới cho các cháu điểm trường mầm non và tiểu học thôn Chủ Lủng trên B của xã Khâu Vai. Và lúc này thì các thầy cô giáo cùng hai chị gái đoàn từ thiện ở miền Nam đang cùng nhau mang quần áo cũng như là bánh kẹo xuống để chia cho các con ở điểm trường này. Và ngay bây giờ thì Xuân Thành xin mời mọi người sẽ cùng gặp gỡ và nhìn những hình ảnh của các em nhỏ đang háo hức chờ đợi những món quà mà chúng tôi mang đến. Xin mời cô giáo có thể quay giúp Xuân Thành chiếc máy quay ra đây ạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là các cháu nhỏ ở vùng cao. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Và em mượn chị tí ạ. Đây mọi người nhá. Ôi, bạn này sao lại má này, bạn này nhìn mập thế nhỉ. nhìn đáng yêu chưa này. Nhìn rất đáng yêu luôn. Thế còn nhìn đáng yêu thật. Thưa quý vị, đây là lần thứ tư Xuân Thành trở lại thôn Chủ Lủng trên B để tặng bánh kẹo cho các cháu nhỏ ở nơi đây. Và năm 2018, nhờ bức ảnh của cô giáo cô Mai, đấy, cô Huệ Mai, thì là Xuân Thành đã có một cái clip nói phóng sự về nghề dạy học của giáo viên vùng cao. Đó chính là bài Giáo viên vùng cao không chỉ là nghề dạy học mà còn là cả một sự hy sinh. Ngày đấy thì Xuân Thành có tới đây và có quay clip nói về những cái khó khăn vất vả của các thầy cô giáo vùng cao. Trời mưa gió rét như thế nào và các cháu nhỏ thiếu thốn như thế nào. Đây các bạn nhìn thấy này. Đấy, chân của các cháu nhỏ nhìn thì cũng hơi bẩn một chút, bởi vì là ở vùng cao chúng tôi thì là không có nhiều nước để sinh hoạt đâu các bạn nhé. Thế cho nên là các bạn đừng hỏi tại sao là trẻ vùng cao lại lười tắm thế. Không phải đâu, mà đây là do là ở vùng cao chúng tôi là ít nước, không có nước để tắm ấy, thậm chí không có nước để ăn ấy. Wow. Xin chào bạn nhỏ. Với tay cho chú gái nào. Bạn này đôi này nói tiếng phổ thông tốt chưa anh? Đôi này nói tiếng phổ thông tốt chưa? À chưa hả? Chào chàng trai. Cười tươi phết nhỉ. Mỗi tội là mũi thò lò. Mũi thò lò giống Xuân Thành lúc nhỏ. Mọi người ơi, bạn nhỏ này mấy tuổi rồi? Biết nói tiếng phổ thông chứ nhỉ? Cháu này chưa học ạ. À chưa học à? Mấy tuổi rồi? Cháu này 3 tuổi. À 3 tuổi rồi. 3 tuổi chưa được học. À 3 tuổi chưa được học. Đúng rồi. Nhiều cháu là bọn em đến điểm trường ấy, nhà các cháu chưa được đi học. Thế cho nên là bọn em toàn phải mang dư thêm quần áo bánh kẹo để tặng thêm. Đấy. Xin giới thiệu mọi người là cái hình ảnh khuôn mặt này là giống Xuân Thành ngày xưa, còn bé thì mũi cũng thò ló mũi xanh như này. Mà ngày xưa làm gì có quần áo mặc, toàn cởi chuồng, cũng giống như kiểu các bạn nhỏ này. Nãy cô Hà hiệu trưởng có trao đổi là mầm non là 34 cháu nhỉ? Vâng ạ. Còn tiểu học là 54 à? Khá. 45. À vâng vâng. Thì 45 à? Thế thì quần áo của tiểu học với lại ủng là lấy thừa rồi. Bởi vì nãy em tưởng là 54, thế là cho nên là lấy lên tận đấy. Nhưng mà thôi không sao cả, bây giờ cứ chia hết đi. Xong là nếu như mà có cháu nhỏ nào mà không được đi học ấy thì là chúng ta sẽ chia. Chị Ngân ơi. Vâng, hôm nay em học sinh cũng vâng. À dạ vâng, thế nên nếu mà không đi đủ thì nhờ các thầy cô giáo ngày mai phát lại cho các cháu giúp chúng em. Chị Ngân với chị Ngọc tặng quà cho các cháu đi.
À, vâng vâng. À, tiểu học ở sang đây hay là nào? À, em nhờ anh chị là mời tất cả các cháu sau nhỏ sang bên này. Nhưng mà tiểu học đứng bên này. Tiểu học thì lớp ở bên kia. À, lớp tiểu học ở bên kia. Vâng. Thế là giờ không học chung ở đây nữa à? Không. Ngày xưa. À, ngày trước em lên là học ở cùng chỗ này vậy? Vâng. Ngày trước là học ở đây. Dạ vâng vâng vâng. Đây là của à, cái đấy là số mấy đấy chị? Chị đang lấy số mấy đấy? Số 8 à? Rồi, số 8. Đây là số 8 này. Số 14. Ủa, số này số to này. Số này to là của tiểu học này. Của tiểu học. Ok. Còn đây là của mầm non này. À, thanh niên, đứng dậy chúng mặc cho cái áo. À, bạn này chưa có rét. À, đứng dậy nào. Ok. À, hôm nay có áo mới mặc nhé. Mấy bạn mầm non thì chắc là nói tiếng phổ thông chưa sõi đâu anh nhỉ? Vâng. À, ok, ra đây. Lớp 1, lớp 2 anh có còn nhớ là bọn trẻ con nó đọc số 4 với số 5 như nào? Số bố, số la, số tá. Ôi, vừa sinh luôn. À, vừa sinh luôn. Đội lên cái cho lắm. Ấm nhá. À, thưa quý vị, sờ vào tay các bạn nhỏ. Sờ vào tay các bạn nhỏ này thì rất là lạnh. Đấy. Và hy vọng là những chiếc áo ấm mà chị Ngân với chị Ngọc đoàn từ thiện miền Nam mang tặng cho các cháu thì sẽ giúp các cháu là sẽ đỡ lạnh hơn trong cái mùa đông giá rét như thế này. Đấy. Đấy, để Xuân Thành quay chĩa xuống một tí. À, đây. Ok. Đấy. À, thanh niên này đứng dậy để mày với cu này phải gọi bác cái gì nhỉ? Bố mẹ nó có khi đi tuổi anh em. Ê, thanh niên, mặc cho áo mới là thích. À, xin cô giáo đúng rồi. À, báo này ra để bác mặc cho cái áo mới nhá. Rồi, ok. Đấy, cầm giúp bạn. Nào, cho xỏ ra. Tay vào đây nào. Rồi, ok. Thầy giáo gì quay máy quay gần đây cho mọi người nhìn cái bạn nhỏ này tí. Đây, thầy giáo để sát lên. nhìn mập mạp nhỉ. Chị Ngất đây, nhìn này. Đa số bạn ngô ấy. Ngô mềm mén ấy. Ơ mà nhìn mập mạp thì thật. Sau này bác mà lấy vợ bác chỉ mong có một em bé như cu này là thích lắm rồi. Mới bạn này có chưa? À, có hết rồi. Cô giáo ơi, nhờ cô giáo vào mặc cùng các cháu cho nó nhanh. À, đây, đưa bác mặc cơ. Năm 2018 này, 19 này, 20 này, Xuân Thành cũng đến điểm trường Chủ Lũng trên B này. Ngày đấy thì là đúng vào cái hôm mưa rét cơ, mọi người ạ. Ôi, hôm đấy nó lạnh, sợ thật, mưa lạnh. Mà Xuân Thành còn nhớ là ngày đấy là cái con đường mà lên đây ấy, là đi từ Niêm Sơn sang anh nhỉ? Đây này, điểm trường Niêm Sơn Tắc Ngào gì sang đây này. Rồi xong là đợt đấy là đường đất đỏ mà đường có 450 phân. Xong là lại còn đi qua cái con suối. Em nhớ là hôm đấy nó trơn quá, xong là em phải bẻ hai cái que để em cắm xuống đất để đi bởi vì nó trơn quá. Xong là buộc cái bao tải quần áo ấm vào lưng này. Xong là mang lên đây. Ngày đấy thì vẫn còn con suối. Nhưng mà ngày đấy thì lại không quay lại được những cái đoạn mà quay lại được đúng một đoạn ngắn thôi. Tức là em để điện thoại một chỗ, xong là em quay cái đoạn mà em vác cái bao tải. Nhưng mà đúng phải nói là ngày đấy bọn anh đi dạy học mới là vất vả. Chứ còn bây giờ đi này là quá sướng. Để hôm nay đi ô tô đến tận đây được thì nó quá là tuyệt vời rồi. Đường này cũng vừa xong được xong 1 tháng. À, mới xong được 1 tháng. Ôi thế để may. Thế để cũng may cho bọn em. Đã, đứng ra nào. Đứng ra bác mà cơ. À, đứng ra đây. Ok. À, xào vạn. Thế là anh là công tác ở trên này tính ra được bao nhiêu năm rồi ở điểm trường này? Năm ngoái cũng
vừa mới lên trên này với em. À. Vì sau năm 28 lại em có, lại xuống dưới cái điểm dưới kia. Có nghĩa là năm 28 xong một thời gian mà em lên đây quay đấy, với lại tặng quà thì là lại đổi lại sang điểm khác. Vâng. À, xong lại mới lại quay lại đây. Mới năm ngoái lại sang này. Đấy. Anh là thế thì dạy ở Khâu Vai khá là nhiều năm rồi như vậy? Gần chục năm rồi. Gần chục năm rồi. Anh là gốc ở đâu? Quên ngày đấy anh em còn chưa kịp nói chuyện nhỉ? Xã Nậm Man. À, Nậm Man đấy. Vâng. Ui, Nậm Man đi đường đi khó lắm, nói thật. Đường đi khó cực luôn. À, thanh niên, đưa bác mặc cho. Và hôm nay là áo rét này các cháu này mặc khá là vừa đấy. À, đứng dậy. Mặc lồng luôn cả cái áo này cho ấm. Không cần phải cởi ra gì cả. Đây, này, đứng ra đây bác mặc cho. À, ngày đấy là cô giáo Huệ Mai là chia sẻ cái ảnh mà đưa bọn trẻ con này lên chủ lùng trên A hay là cái gì nhỉ? Trên này nhỉ? Để đi tiêm phòng ấy nhỉ? Trên A. Vâng, chủ lùng trên A đúng không? Là trên này nhỉ? À, nó ở kia phải không anh nhỉ? Chính là chỗ kia đúng không? Hay là còn qua cả núi? Còn qua cả núi à? Thì là đợt đấy là có nghĩa là cô Huệ Mai là cô ấy chia sẻ lên. Thế là em thì em mới vô tình là có nghĩa là bạn bè trên Facebook thì em mới nhìn thấy cái bức ảnh đấy. Thế thì em mới bảo thế thì sẽ có một lần là anh sẽ đến chỗ em dạy học để có một cái bài viết ca ngợi về cái sự vất vả của giáo viên vùng cao. À, cái bài tự hào người giáo viên vùng cao, tiếc quá đợt đấy lại không có thời gian đến đây quay. À, bài hát tự hào người giáo viên vùng cao thì hôm đấy là em quay ở bên xã biên giới Sơn Vĩ ở cái gì Mé Lầu A. Đây. À, với các cháu này thì có lẽ là chúng ta sẽ tặng đầy lý hình ảnh, bởi vì cho các cháu mặc nhanh thì không phải chết lạnh. Chị có đây, kẹo mút này là cho tất cả các cháu đây đúng không? Vâng. À, thầy giáo quay sang bên này với em với ạ. À, bim bim mì là cho tiểu học anh. Chị Ngọc đâu rồi? À, chị Ngọc này, bỏ khẩu trang ra. Chị Ngân là chị Ngân vào đây để mọi người ấy cho. À, rồi. Đây, thế thì chị chia cho các cháu cho nhanh. Mỗi người một chân một tay. Cái này mùi sầu riêng ấy nhỉ? Ấy, chú cho. À, bác ấy. Đấy. À, chú cũng được, chú chưa lấy vợ. Nhiều bố mẹ của học sinh này có khi năm nay mới có 19 đi, đúng không? 20 tuổi nó còn có 3 đứa con. Năm 2020 năm 2020 là em kêu gọi ủng hộ cho một cái đôi vợ chồng này ở thị trấn Đồng Văn. 19 tuổi, 3 đứa con, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, một đứa mới đẻ được 6 tháng bị suy dinh dưỡng nặng. Đây chú cho. Đây chú cho. Đây chú cho nhá. À, bạn này có chưa? Hai tay xin nhá. À, anh bạn ơi, nhờ anh bạn việc. Anh bạn chia cho các cháu nhỏ này hộ cái. Để tôi đi anh làm để tôi đi chia cái khác cho các cháu. Đây, chia từng Rồi. Mỗi cháu 2 cái đi, mỗi cháu 2 cái. Chia lại cho các cháu này mỗi cháu 1 cái nữa này. Đấy nhá. Đây là ủng của cô Ngân với cô Ngọc mà mang từ Sài Gòn ra. À đâu, từ Hà Nội chứ chị Ngân nhỉ? Tức là cô Ngân với cô Ngọc thì là từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Nhưng mà về cái hàng quần áo với lại giày dép, ủng với dép để tặng cho các cháu ấy thì là lấy từ Hà Nội. Đấy, để giảm được cái chi phí. Đấy, chú tặng cho mỗi cháu một đôi ủng nhá. Cô Ngân vào chia cho các cháu cho nhanh. Đây. Đây, chú tặng ạ. Ok. À, em cảm ơn thầy giáo. Chọn được. Đúng rồi. Không phát cho là về cái cỡ này thì nhìn đọc giống nhau. Không thì nữa học sinh mang về lại đối to đối bé. À vâng. Thế thì không thì có khi là nhờ thầy cô giáo ở đây ấy hộ vậy. Về cái ủng ấy. Vâng. Sáng mai phát ấy. Dạ vâng. À, đây là chia cho các cháu này. À kia cả cháu kia kìa. Ấy mấy cái cháu nhỏ kia kìa. Hả? Phát hết đây. Nào.
Đúng rồi, ủng thế thì ủng đến mai nhờ thầy giáo phát phát lại hộ nhá, để cho nó đúng cái kích thước. Chứ không cả cháu nhá, thì để đôi nhỏ, cháu thì đôi to. À, bim bim. Cô giáo ơi, cô giáo nhờ các thầy cô giáo, nhờ các thầy cô giáo chia bim bim hộ cho các con. Thế còn áo học cho học sinh đấy. Kia kìa, tiểu học kia kìa. Đấy. 8 là của mầm non. Nhưng mà bọn em 45 học sinh của tiểu học đúng không anh? 45. Thế thì là bọn em sẽ lấy lại 9 cái. Bởi vì nãy là nhầm tưởng là 54, còn mầm non là 34 là chuẩn đúng không? Vâng. Thế thì cái của chị ơi, chị lấy cái số 10 này này, lấy lại giúp em 9 cái. Vâng. Cái đấy là của tiểu học ấy. Vâng, thế thì anh rút giúp em là hai cọc nhưng mà sẽ bỏ lại một cái áo, thế là đủ. Đây, cái này để mai mang lên điểm kia, không cả lại điểm bên kia lại thiếu. Ở điểm này không biết là có cháu nhỏ nào là không được bố mẹ cho đi học không? À anh, đấy. À, đấy. À, 3 tuổi chưa được đi học, em mới học sinh ạ. À, 3 tuổi chưa được đi học. Ôi dồi. Thiếu giáo viên. Có nghĩa là đây là lý do là thiếu giáo viên thì các con mới không đi học được. Ôi trời. Thế thì các con nó chẳng thiệt thòi lắm à. Mà trong khi đó là các cô giáo thì cũng không thể kham nổi hết. Một cô giáo mầm non mà tận 30 cháu học sinh. Ôi dồi, thế thì các cô vất lắm. À, thưa quý vị là cái thực trạng mà các cháu học sinh không được đi học thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà trong những năm vừa qua thì cái câu chuyện mà nhiều giáo viên bỏ nghề do vất vả quá, do áp lực quá, và đặc biệt là do thực sự là lương là quá thấp so với những cái gì mà giáo viên họ đã bỏ ra, họ đã cống hiến, thì đúng là chúng tôi cũng chỉ mong là Đảng và Nhà nước ta sẽ có những cái chế độ chính sách tốt hơn nữa, đặc biệt là về cái vấn đề là tiền lương, để giúp các thầy cô giáo vùng cao là yên tâm công tác. Bởi vì nói gì thì nói là có thực mới vực được đạo. Các thầy cô giáo ở vùng cao họ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho nền giáo dục vùng cao rồi. Nhưng nếu như mà đồng lương mà thấp quá, chưa nói về cái vấn đề là các thầy cô giáo phải vượt qua những cái con đường đèo này, cua dốc, vực thẳm nguy hiểm. Vào những năm trước ấy, nhiều những cái điểm trường đấy, ví dụ như cái điểm này này, nhiều năm trước thì làm gì đã có đường đi đâu. Thế mà cái con đường bê tông mà vừa nãy chúng tôi đi vào đây bằng ô tô ấy, thì là ngày trước là nó là một con đường mòn, đi xe máy còn mất hàng tiếng đồng hồ mới đi được 2 cây số, 2-3 cây số. Thế mà ngày xưa thì các thầy cô giáo đi lại rất là vất vả, mà đến bây giờ kể cả có đường bê tông đi chăng nữa thì đi lại cũng rất là vất vả các bạn nhé. Thì đúng là chúng tôi cũng chỉ mong là Đảng Nhà nước là sẽ quan tâm tới giáo viên vùng cao hơn, có nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt tốt cho giáo viên vùng cao, thì qua đó thì để các thầy cô giáo yên tâm công tác, đặc biệt là vấn đề đồng lương. Chứ các bạn bảo là nhiều người cứ bảo giáo viên vùng cao là lương cao, nhưng mà xin thưa với các bạn là giáo viên vùng cao lương tuy cũng là cao, nhưng mà không ăn thua gì so với cái vấn đề là xăng xe cộ mà hàng ngày họ phải đi lại này. Bởi vì những con đường họ đi nó xa. Thứ nhất là vào thôn bản thì đi xa, xong lại đường cua dốc, mà những cái con đường dốc toàn đi số 1, số 2 thì rất là tốn xăng, xong xe lại hỏng, xong lại đối diện với nguy hiểm. Cho nên là với cái mức lương là bảo 7 triệu với 8 triệu thì thực sự nói mọi người là lương còn chưa, nói hơi quá này, bảo chưa cao bằng người công nhân đi làm ở các khu công nghiệp. Thế mà công việc áp lực thì nó rất là nhiều. Thì cũng chỉ mong là Đảng và Nhà nước cũng như là các cấp chính quyền là sẽ quan tâm hơn nữa đến giáo viên vùng cao, và đặc biệt là sẽ cải cách về vấn đề tiền lương, thì để làm sao là giáo viên họ yên tâm công tác thì khi đấy thì các cháu nhỏ mới có thể đi học được. Đấy, chứ như vừa nãy cô giáo có chia sẻ, chỉ vì là giáo viên thiếu là do đâu? Thiếu là do cái vấn đề là bất cập về vấn đề lương lậu và nhiều cái vấn đề tế nhị khác. Thế mà bây giờ các thầy cô giáo sau khi học sư phạm xong mà không đi dạy học được thì cũng phí cái thời gian mà đi học của họ. Đấy, học sư phạm xong về lại không đi dạy học được thì đúng là phí cái thời gian đi học của họ, xong là các cháu nhỏ thôn bản thì lại không được đi học. Như các thầy cô giáo vừa nãy chia sẻ là cái gì, 4 tuổi mới được đi học mầm non, bởi vì 3 tuổi thì không đi học được, 3 tuổi mới đi học thì không đủ thầy cô giáo.
ở điểm này là vừa nãy cô bảo là một mình mà cô giáo mầm non là 34 cháu. Ủa thế thì vất lắm. Mà giáo viên ở trên này nói thật với mọi người là con phải đi vận động học sinh, phải vận động cha mẹ cho con em của họ đi học, chứ không đơn giản như là vùng xuôi với thành phố là các bậc phụ huynh thậm chí là còn phải chen chúc nhau, còn phải dậy từ sớm để nộp hồ sơ để xin học cho con. Nhưng mà ở trên này thì các thầy cô giáo toàn phải đi vận động học sinh đi học thôi. Nhiều phụ huynh học sinh kiểu như là người Mông họ không hiểu chuyện ấy, thậm chí là đến vận động học sinh học họ lại còn chửi, họ còn đuổi đánh giáo viên, họ còn bảo là cái gì con tao thì cho ở nhà, cho đi chăn bò chăn dê, cho đi làm nương rẫy chứ không cho đi học, học không có lợi ích gì cả. Thế cho nên nhiều khi là các cấp chính quyền với lại giáo viên ấy, họ ở vùng cao họ rất vất vả trong cái việc là vận động mà học sinh đi học vào mỗi dịp đầu năm học. Và có lẽ là thì bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục nhìn những hình ảnh tiếp theo. Bim Bim, thấy không? Chưa biết nói tiếng phổ thông nhỉ? Thấy đâu, có áo mới sáng sủa lắm. Ủa ôi, bạn đứa này xinh thế. Ôi nhận dép, dép. Cô giáo lấy cho em một đôi dép. Tức là các cháu mầm non thì là dép, còn tiểu học là ủng. Hả? Thế á? Thì nhưng mà bây giờ nó đang lạnh. Thì không ấy lấy luôn dép ra đeo cho các cháu nó đỡ lạnh. Thế còn tí một đứa được là một đứa không được đấy. Rồi kiểu dạng như đứa này lãnh thịnh đi đứa kia đúng không? Vâng. Thế còn rồi thế còn em sẽ cố gắng là kêu gọi các nhà hảo tâm là kêu gọi ủng hộ cho các cháu thêm về dép với lại ủng, chứ không trời mùa đông như thế này nhiệt độ toàn 3-4 độ, thậm chí có những hôm là -1 độ -2 độ hoặc là 8-9 độ, ủi lạnh lắm mọi người ạ. Thanh niên này có đi được đi học không? Không được đi học à? Tên gì? Hả? Ly Thị Già. Ly Thị Già mấy tuổi rồi? 13 tuổi á? 13 tuổi á, nhìn bé tí này, nhìn như là học sinh. Ê, mọi người, 13 tuổi. Ly Mí Giá. À, Ly Thị Già, 13 tuổi. Nhìn như là học sinh lớp 3 ở dưới thành phố. Lớp 3 dưới thành phố có nghĩa là 9 tuổi. Thế mấy thanh niên này có được đi học không? Không học. Không học á? Thì trước có đi học không? Trời ơi, nhiều bạn không được đi học quá này. Thế mới biết là ở vùng cao họ thiệt thòi như nào. Về điều kiện sống trong cái môi trường thời tiết khắc nghiệt, mùa hè thì rất nắng nóng, mùa đông thì lạnh buốt, cao nguyên đá mà, chỉ có đá với đá, nguồn nước thì thiếu, không có nước sinh hoạt như ở vùng xuôi đâu. Thế còn cái con đường đi lại của họ thì quá là khó khăn rồi, không cần phải nói mọi người biết, đối diện với quá nhiều nguy hiểm. Nhiều trẻ em khi mà đi lấy cỏ về cho bò, cho dê ăn ấy, bị rơi xuống vực chết cũng chỉ vì là đi lấy cỏ ở những cái chỗ vách đá nó nguy hiểm, nó treo leo. Xuân Thành ngày trước cũng bị một lần ngã ấy. May quá hôm nay vừa rồi Xuân Thành mua cái con ngựa sắt này, thế cho nên là quên con trâu sắt, con bò sắt này, thế cho nên là hôm nay là chở quần áo đến cho các cháu nó một cách rất là dễ dàng, một phát là chở được cả bao to quần áo luôn đấy. Thì từ giờ trở đi là khi mà mọi người, các nhà hảo tâm mà có nhờ Xuân Thành đi tặng quà giúp ấy, thì mọi người chỉ cần gửi lên Hà Giang thôi, xong là Xuân Thành thì sẽ dùng ô tô này để chở quần áo ấm với bánh kẹo với chăn ấm đi cho các cháu nhỏ. Chào bà. Đây đây, cái gì nhỉ? Từ bà vào đây cho bà cái gói Bim Bim, tặng bà một gói Bim Bim. Chị Ngọc ơi, chị lấy cái gói Bim Bim tặng cho bà cụ tí. Đấy, cho bà cụ đấy. Đây, một bà cụ. Chị lấy cho bà cụ. Đây này, mọi người nhìn này. Tay của bà cụ này. Đây. Tay của bà cụ này. Thấy chưa? Đấy, mọi người thấy là người dân ở đây họ lao động rất là vất vả nhé. Tay nhìn rất là bẩn với lại chai sần. Đây, đấy, mọi người nhìn kỹ này. Thế thì cũng mong là mọi người sẽ có nhiều cái sự quan tâm và ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào các dân tộc ở vùng cao Hà Giang cũng như là các tỉnh miền núi khác. Bởi vì cái cuộc sống của họ không đơn giản như chúng ta. Với nhiều người thì là ăn ngon mặc đẹp và làm việc ở cái môi trường là thuận lợi, đấy, trong sạch đấy, và không vất vả như này.
Nhưng mà đây mọi người nhìn này, tay của bà cụ như này này. Ồ. Bà năm nay bao tuổi rồi? Bao tuổi rồi? 98 à? Chị Pâu à? Chị Pâu là không biết. Rồi xa châu rồi mà. Hả? Xa châu rồi mà. Chị ơi, kia anh ơi. Bà cụ này bảo cái gì, bao nhiêu tuổi nhưng mà em chẳng biết tiếng Mông. Đây là lấy về cho lợn à? Cho rắm phùa. À. Họ... Anh ơi, ba bao tuổi? Hỏi ba bao tuổi? Ở hơn 30 rồi. Hả? Ở hơn 30. Chào cháu, đâu nè? 71 tuổi à? 74. À, 74 tuổi à? Ừ. À, 74 tuổi nhưng mà khỏe nhơi. Vẫn đi lại, vẫn làm ruộng. Thế còn anh bao tuổi rồi? 42 à? À, thế là sinh năm 81. Ôi ôi, ai? Ông anh là sinh năm 81. 1981 Tân Dậu, 981 năm nay 42 tuổi. À. Đấy, các thanh niên hôm nay có áo ấm. Ôi, nhìn khấu khỉnh quá trời. Nhìn xà ra vào này thích cực luôn. Trẻ con ở các thôn bản nhìn ra rất là mộng mỹ nhá, xong là còn đỏ. Mấy bạn này đang hát cái bài gì đấy? Các cháu đang hát bài gì đấy? À, hát đi cho bác nghe nào. À, hát cho chú Xuân Thành nghe. Chú chưa lấy vợ cho nên gọi chú thôi. Hát đi. Anh ơi, ai anh chị bảo cho sao? Là cho con là mẹ, là cho là con. Trường có đây là trường mầm non. Ai hỏi cháu cho học trường nào đây? Mẹ cháu là con. Là trường mầm non. Ta học trường nào. Tiếng hát của các cháu nhỏ rất đáng yêu phải không các bạn? Trường mầm non. À, thưa quý vị, nếu như quý vị mà đến với vùng cao mà nghe trẻ con nói hoặc kể cả người dân bản họ nói, ví dụ như là số 4 ấy, họ không bao giờ đọc là số 4, họ sẽ đọc là số bố. Thế còn là số 5 thì sẽ đọc là số la. Số 8 thì gọi là số tá. Rất đáng yêu các bạn ạ. Này, hỏi cháu. À, tay vỗ này. À, đó. Ai hỏi cháu học trường nào đây? Đây, hai tay vỗ. À, đây. Ai hỏi cháu học trường nào đây? Đúng rồi, vỗ như này. Đấy, vỗ tay như này. Đấy, vỗ tay như này rồi. Ai hỏi cháu học trường nào đây? Em nào ngoan thì mua hát thật hay. Nhà con. Ôi giời ơi, thanh niên vẽ cái gì ở chân này? Bé xinh thế. Chị Ngân ơi, chị Ngân, nhìn mắt này. Nhìn mắt đáng yêu. Đây, bạn nhỏ mắt xinh cực nhỉ. Ai, thanh niên lúc đầu quay đây. Tháo lóng mũi xanh giống Xuân Thành này bé. Thưa quý vị, có lẽ là ngay bây giờ đây thì Xuân Thành sẽ quay lại một chút hình ảnh mà trong cái clip giáo viên vùng cao không chỉ là nghề dạy học mà còn là cả một sự hy sinh. Mà năm 2018 Xuân Thành đã thức trắng 3 đêm. Xuân Thành đã thức trắng 3 đêm để viết bài viết này. Sau khi mà Xuân Thành đi lên thôn Chủ Lũng trên B và nhiều thôn bản khác để ngắm cảnh cũng như để tìm hiểu về cuộc sống của người dân và giáo viên vùng cao, thì Xuân Thành đã viết ra bài viết đó, thức trắng 3 đêm để viết. Và với cái bài viết là giáo viên vùng cao không chỉ là nghề dạy học mà còn là cả một sự hy sinh ấy, thì được mọi người đón nhận rất là nhiều. Và bởi vì là trong cái bài viết đấy thì tôi đã nêu bật được những cái khó khăn vất vả của nghề dạy học của giáo viên vùng cao. Vất vả về cuộc sống hàng ngày này, thiếu nước sinh hoạt này. Đấy, và mua cái lương thực thì cũng rất là vất vả khó khăn này. Điện thì không có này. Xong là cái con đường đi lại thì toàn là đường đất ngoằn nghèo khó đi, dốc vực thẳng nguy hiểm. Thậm chí là
có những giáo viên là đã chết, rơi xuống vực do là khi mà đi kiểu bị trơn trượt, bị mất lái lao xuống vực ấy. Mà đợt năm học năm nay thì cũng có một cô giáo, hay là thầy giáo, có một cô giáo ở xã Đường Thượng của huyện Yên Minh cũng bị chết. Tức là hôm đấy có hai vợ chồng đi xe máy với nhau ở điểm trường ra, đều là giáo viên, thế mà cuối cùng là một người chết, thế còn một người thì may quá thì lại còn sống, chứ không thì các cháu lại mồ côi cả bố lẫn mẹ. Đây, à, cho mọi người xem nhá, cho mọi người xem cái con đường mà Xuân Thành đi này. Quay lại cái con đường mà ngày xưa tôi đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, hôm đấy trời mưa. Hôm đấy trời mưa thực sự đúng là nghĩ tủi thân mà khóc, nhưng mà không sao cả. Bởi vì dù sao thì mình đang mang những cái món quà đặc biệt mang đến cho các cháu nhỏ ở điểm trường trên này, thế cho nên là không có cái gì mà phải buồn mà phải khóc cả. Mà mặc dù hôm đấy trời mưa, mưa lạnh, hình như hôm đấy có 4 độ chẳng, 4 độ này còn gặp trời mưa. Đấy nhá, bây giờ người dân họ đã đổ được một ít bê tông này. Đấy, nhà nước cho bê tông, cho xi măng à. Hay còn người dân thì họ sẽ bỏ cái công sức ra. Đấy, và đây chính là cái con đường ngày xưa thì nó nhỏ hơn như thế này nhiều. Đấy, đây. Ngày xưa là con đường nó nhỏ hơn như thế này nhiều mọi người nhá. Chỉ bằng một nửa như bây giờ thôi. Đấy, chỉ bằng một nửa. Đây chính là cái con đường đúng kiểu đất đỏ ngày xưa này. Mà cái hôm trời mưa thì mọi người mà đi thì mọi người mới biết là nó vất như thế nào. Đấy. Đây là người dân họ đi đâu về đây. Ê, bác ở đâu về đây? Bác cái này ở đâu về đây? À thế à? Ôi giời. Cái này là cây gì đây? Cây hả? Ờ. Không biết là cây cũ, không biết là cây gì. Cây cũ không biết là cây gì à? Ờ, cây cũ thôi. Ôi, nặng thế? Nặng thôi. Ờ. Bác về làm củi hay là làm nhà đây? Làm nhà thôi. À, bác về làm nhà à? À, hay đấy. Đấy, đây chính là cái con đường ngày xưa mà Xuân Thành đi nhá. Ở bên kia có ruộng bậc thang kìa. Đấy, bên kia là tắt ngà. Đấy, hôm nay Xuân Thành đến đây là vào buổi chiều. Mày quá, hôm nay trời nắng, xong là đường bê tông thì họ đã làm được rồi. À đây, quay cho mọi người xem dân họ đi. Ấy. Ui. Giờ đã thấy bút bút này. Tuy là trời hôm nay nắng nhưng mà ra ngoài trời bút cực. Mà càng về chiều càng bút. Kiểu lạnh lạnh như thế này giờ chắc có khi chỉ khoảng tầm 10 độ. Úi, lại còn gió. Ui, rau cải. Rau cải của người dân. Rau này, hoặc là con gà này, hoặc là thịt lợn này. Ui, ở trên này ăn ngon cực luôn. Bởi vì nó trong lành ấy. Ngon lắm mọi người ạ. Ơ, ờ, sao khóc cái gì? Hả? À, chị Ngọc ơi, có bi bi cho đứa này nó khóc này. À, nó đòi đứa kia không được, nó quay ra nó khóc. Nghĩ gì? À, khóc cái gì? Đây, bác Ngọc kia bác cho kìa. Nó dành với cái cún này không được, quay ra khóc. À, à, còn khóc nữa không? Bạn này có chưa? Chưa có à? Chưa. Chị Ngọc ơi cho cháu này xin một gói được không? À, chào thanh niên. Xin một cái quả cho. À, từ. À, anh lấy cho mấy cái gói bim bim cho cả hai cháu này nữa với. Đây này. Hai cháu này này. À, và bây giờ thì thầy giáo sẽ đấy, cô Ngọc cô ấy, phát bim bim cho các cháu nhỏ này. À, nhớ các cháu nhỏ nhá, hôm nay có bim bim này, có kẹo để ăn này. À, thanh niên ra đây nhìn vào trong hình với bác Xuân Thành nào. À, chú Xuân Thành thôi. À, đứng ngay thanh niên. Ôi lạnh thế. Đây này các bạn ơi, nhìn này, trời lạnh như thế này mà các cháu nhỏ không có quần áo mặc. Từ để tôi quay cho các bạn thấy này. Đây,
trời thì lạnh buốt như thế này, thế mà các cháu ấy không có quần áo mặc. Đấy, mọi người có tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho các cháu thì mọi người hãy bớt chút thời gian đến với Hà Giang, hoặc là mọi người liên hệ với Xuân Thành. Đấy, nếu như mà mọi người mà không có thời gian đi tặng quà được mà mọi người có tấm lòng ủng hộ ấy, thì là mọi người hãy liên hệ với Xuân Thành qua số điện thoại 0984 991 454, hoặc là qua Facebook sự kiện Xuân Thành Hà Giang, sự kiện các nhà Xuân Thành, hoặc là qua kênh YouTube là Xuân Thành Hà Giang, fanpage thì cũng đều là Xuân Thành Hà Giang cả. Đấy. Và qua đây thì cũng mong là mọi người sẽ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho Xuân Thành Hà Giang, thì là qua đó thì Xuân Thành sẽ có thêm cái động lực để tiếp tục đi đến các thôn bản để quay những cái hình ảnh mà cuộc sống khó khăn của người dân cũng như là các cháu nhỏ vùng cao. Và bên cạnh đó thì cũng hy vọng là những cái mảnh đời khó khăn, cuộc sống của người vùng cao ấy, thì cũng sẽ được mọi người quan tâm hơn và mọi người tham gia ủng hộ giúp đỡ để họ có cái cuộc sống đỡ vất vả hơn, đặc biệt nhất là liên quan đến mùa đông. Mùa đông giá rét sẽ không còn rét nữa. Ngày hôm nay thì các cháu nhỏ ở đây lại có thêm áo mới này. Các cháu nhỏ có thêm áo mới, tức là cái khuôn mặt là rất là háo hức, rất là sướng, rất là thích, giống như là Xuân Thành ngày xưa thế. Đấy. Và một lần nữa thì Xuân Thành xin được nhắc lại, mọi người mà có tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho các cháu nhỏ vùng cao Hà Giang thì có thể, nếu như mà không đi được ý, thì có thể liên hệ với Xuân Thành. Xuân Thành sẽ liên hệ những cái địa điểm, các thầy cô giáo cũng như là chính quyền địa phương để và Xuân Thành sẽ đến trực tiếp ở các thôn bản đó để tìm hiểu về những cái khó khăn, về những thiếu thốn của họ. Và sau đó thì Xuân Thành sẽ cung cấp cho mọi người về cái thông tin số lượng các cháu học sinh hoặc là hộ gia đình nghèo khó này. Đấy, với lại cái thông tin địa chỉ để cho mọi người có thể nắm bắt được. Nếu như mà mọi người có thời gian thì mọi người lên trực tiếp trên Hà Giang để đến tặng quà cho người dân cũng như là các cháu nhỏ vùng cao. Còn nếu không thì mọi người có thể gửi cho Xuân Thành. Đấy, và liên hệ với Xuân Thành qua số điện thoại 0984 991 454, hoặc là mọi người cũng có thể bình luận vào fanpage Xuân Thành Hà Giang, kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang. Và cũng qua đây để mong một lần nữa là mong mọi người ủng hộ kênh đăng ký này, ấn like để ủng hộ cho kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang nha. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ gửi tới mọi người những hình ảnh ở thôn Chủ Lùng trên B bằng Flycam ở trên cao. Đấy, phong cảnh đây nhìn rất từ đẹp trên luôn. Cao thì mọi người có thể thấy là thôn Chủ Lùng trên B của xã Khâu Vai nằm ở giữa những cái ngọn núi cao mà chúng ta đang nhìn. Đấy. Và dân ở đây thì họ sống tập trung tại một khu vực. Còn đây là phía bên Tát Ngà. Đấy, ngày trước Xuân Thành vào Chủ Lùng bên trên để tặng quà ấy. Đầu tiên là đi con đường bê tông kia kìa. Đấy, và đây có cái cây rất đẹp nha mọi người nhé. Cái cây cây gì không biết là cái cây gì, nhưng mà có vẻ như là khá là lâu năm rồi. Đấy, một mình cái cây to tướng này ở trên cái ngọn núi đá Tai Mèo kia. Và xung quanh thì là nhà dân. Kính thưa mọi người, và lúc này Xuân Thành cùng chị Ngọc, chị Ngân ở đoàn từ thiện thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các thầy cô giáo ở điểm trường mầm non và tiểu học của thôn Chủ Lùng trên B đã tặng quà xong cho các em học sinh rồi. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ chào người dân, chào các cháu học sinh và chào các thầy cô giáo để chị em chúng tôi sẽ di chuyển ra khu vực thị trấn Mèo Vạc, bởi vì thời tiết lúc này cũng đã chuẩn bị tối rồi và chúng tôi cũng sẽ phải vượt qua một cái cung đường từ nãy giờ là đi là cũng phải mất đến 30 phút không nhỉ? Từ chỗ mà chị em mình gặp nhau ở Ha Cá, thôn Ha Cá ấy. Phải đến 30 phút mới lên đây đúng không? Đấy, mà cái con đường ở đây vực thẳm thì rất là nguy hiểm. Thế cho nên là chúng tôi xin phép là chúng tôi sẽ chào người dân này, chào thầy cô giáo và chào các cháu học sinh để chúng tôi di chuyển ra thị trấn sớm. Lạnh quá. Họ Quyên, từ nãy giờ Quyên chưa hỏi cô giáo tên là gì? Nhạc ạ. Cô Nhạc. Vâng. Cô giáo năm nay bao tuổi rồi? 36 tuổi. À 36 thì 87 à? Vâng. À thế hơn em 3 tuổi, em tên là Thành. Cô Nhạc người đâu? Ở Quang Bình ạ. Huyện Quang Bình á? Ở xã nào? Ở xã Hương Sơn. À Hương Sơn à? Vâng. Thế là cô Nhạc lên đây công tác lâu chưa? Lên được 11 năm rồi. 11 năm. Vâng. Thế là đa số dạy ở Khâu Vai hay dạy ở đâu? Dạy ở điểm trường này 5 năm rồi, ở Ha Cá cái đường cái. À Ha Cá. Vâng. Rồi. Ơ thế Ha Cá thì đợt năm 2020 đợt đấy em chẳng tặng quà đấy. Đợt đấy là tặng cho 4 thôn. À. Ủi lạnh quá. Thế lúc đấy là 2020 à? Vâng. À
Đấy. Dạ vâng vâng. Thế chắc có khi là lúc đấy chị lên đây rồi, chị Nhạc là lên đây rồi. Vâng. Vâng. Bây giờ em cũng thay mặt các cháu học sinh và phụ huynh cảm ơn đoàn và anh chị chia sẻ các cháu những khó khăn, vâng, những điểm trường xa nhất và chúc các anh chị luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Thì là thực ra nói thì về cái việc mà chúng em đến đây để tặng cho các cháu những chiếc áo ấm hay là dép hay là ủng hay là bánh kẹo thì xuất phát từ cái tâm để giúp đỡ những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn so với bản thân chúng em. Và bên cạnh đó thì đây cũng là những cái món quà mà của các nhà hảo tâm, là những người bạn của chỗ chị Ngân với chị Ngọc, họ từ thành phố Hồ Chí Minh họ không thể đi ra tận Hà Giang để tặng quà cho các cháu được, thì chỉ có mỗi chị Ngân với chị Ngọc là bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Thế còn em thì ở ngoài này thì qua những lần kết nối từ thiện từ lần trước ấy, thì là em cũng kết nối với chị Ngân với chị Ngọc đến điểm trường này. Và ngày điểm mai thì đi có rất là cháu ở đây rất là đông, vâng, cháu còn chưa được thì cũng mong là thế thì có khi là để bọn em sẽ để những cái phần mà áo ấm này. Bởi vì cái số lượng học sinh của tiểu học là nãy chị bảo là 45 đúng không? Vâng. Nhưng mà lúc ở ngoài điểm trường chính ấy, thì lại nghe nhầm tưởng là 54. Thì thôi thì còn 9 áo ấm này thì nhờ các thầy cô giáo là xem những cái cháu nào mà không được đi học ấy, thì mà nhà có cảnh khó khăn ấy, thì là tặng giúp chúng em nhé. Bởi vì cái thời gian thì cũng không cho phép. Với lại thì các chị giáo viên ở đây thì mới có thể nắm bắt được xem là nhà nào khó khăn với lại các cháu nào không được đi học ấy. Vâng. Thì thôi thì giờ thì cũng muộn rồi, thì chúng em xin phép là di chuyển ra ngoài thị trấn. Đấy, loằng ngoằng có khi mất tầm tiếng rưỡi tiếng đồng hồ đúng không? Vâng. Đấy, bây mà giờ là đi sang trường luôn hay là sang trường xong là ra ngoài thị trấn luôn. Vâng. Đấy, thế mà giờ thôi thì đến giờ phút này thì cái buổi tặng quà cho các cháu cũng diễn ra rất là thành công rồi. Vâng. Thì thứ nhất là cảm ơn các thầy cô giáo cũng đã cùng hỗ trợ em với lại chị Ngọc với chị Ngân. Vâng. Đấy, bây giờ là có cháu là hôm nay cũng vắng chưa đi đủ thì mai vâng, thầy cô thì vâng. Thì thôi vâng. Những cái phần quà còn lại thì mai nhờ thầy cô là sẽ trao lại cho các con. Và cũng hy vọng là từ giờ đến Tết thì có thể là hơi gấp, nhưng mà có thể năm tới là em sẽ kết nối tiếp những cái đoàn từ thiện, có thể mang tiếp những món quà đến đây và nhiều điểm trường khác ở Hà Giang. Chúc anh chị ở lại công tác mạnh khỏe và công tác tốt nhé. Hẹn gặp lại mọi người. À chị Ngân ơi, chị ăn nhờ chị ra đây đi. Chị Ngọc được chạy đâu rồi? Ok chị. Thôi, video clip đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của mọi người. Và rất là mong mọi người nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang, cũng như là ủng hộ cho một lượt đăng ký, một lượt like. Và những cái hoạt động ủng hộ từ thiện cho vùng cao Hà Giang thì quý vị có thể liên hệ với Xuân Thành qua số điện thoại 0984 991 454 hoặc là trên kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang. Xin chào mọi người.